Báo Vietnamnet xin kính chào quý vị. Chúng tôi ở đây để đưa tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khoảnh khắc cháy lớn tại căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. Theo truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tại căn cứ hải quân Busan nằm cách thủ đô Seoul 320 km vẫn chưa thể xác định. Đám cháy xuất hiện lúc 18 giờ 30 giờ địa phương đã bao trùm một nhà kho có diện tích lớn. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ việc. Hãng tin Yonhap cho hay, nhà kho đang trong giai đoạn cải tạo và trống rỗng cũng như không có người ở khi đám cháy bùng phát. Theo Newsweek, một đoạn video cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ bên trong căn cứ. Chính quyền thành phố Busan đã gửi tin nhắn văn bản đến các quận Dongguk, Chunggu, Seogu, Yeongdugu và Namgu với nội dung một vụ cháy đã xảy ra tại kho tiếp tế số 55 ở Dongguk, tạo ra lượng lớn khói và bụi. Do đó, cư dân nên chú ý tới cửa sổ và an toàn. Sở cứu hỏa Busan đã nỗ lực ngăn chặn đám cháy lan sang các nhà kho liền kề bằng cách triển khai 51 đơn vị thiết bị cùng 163 nhân viên chữa cháy. Kho tiếp tế số 55 là cơ sở quân sự của Mỹ, được sử dụng để lưu trữ thiết bị do các lực lượng Mỹ đưa vào qua cảng Busan. Đây còn là địa điểm hợp tác quan trọng của Hải quân Mỹ và Hàn Quốc. Cơ sở này có thể chứa tới 30 tàu, bao gồm tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo của Hải quân Hàn Quốc và tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Mỹ, Hàn Quốc tập trận không quân quy mô lớn, huy động 110 máy bay quân sự. Theo Yonhap, ngày 24 tháng 10 đưa tin, không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Freedom Flag được tiến hành từ ngày 21 tháng 10 tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc. Sự kiện huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình F-35A và F-15K của Hàn Quốc, cùng các tiêm kích F-35B, F-16 và máy bay không người lái UAV MQ-9 của Mỹ. Không quân Hoàng gia Australia cũng tham gia cuộc tập trận với một máy bay vận tải tiếp liệu đa năng KC-30A. Trong tuần này, quân đội Mỹ-Hàn Quốc sẽ tập trung vào việc triển khai máy bay và lập kế hoạch chiến thuật trước khi tiến hành diễn tập bay vào tuần tới, bao gồm nội dung huấn luyện phòng thủ trên không và hỗ trợ trên không tầm ngầm. Cũng theo không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận còn lần đầu tiên tiến hành một chuyến bay chung giữa các chiến đấu cơ và UAV để phản ánh kịch bản chiến đấu thực tế dựa trên những cuộc chiến gần đây như xung đột ở Ukraine. Máy bay KC-30A của Australia cũng sẽ lần đầu tiên diễn tập tiết nhiên liệu trên không với tiêm kích F-35A của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Sự kiện này sẽ thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ-Hàn Quốc như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense ở nửa cuối năm. Khinh khí cầu mang theo rác của Triều Tiên rơi xuống khu nhà Tổng thống Hàn Quốc. Hôm nay, ngày 24 tháng 10, rác do khinh khí cầu của Triều Tiên mang theo đã rơi xuống khu phức hợp Tổng thống ở trung tâm thủ đô Seoul. Các quan chức Hàn Quốc cho biết đây là lần thứ hai xảy ra việc này từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay khổng lồ mang rác sang Hàn Quốc vào cuối tháng 5. Cơ quan an ninh Tổng thống Hàn Quốc cho biết rác rơi xuống khu phức hợp Tổng thống trong sáng nay nhưng không chứa vật nguy hiểm. Chưa biết Tổng thống Yoon Suk-yeol có ở trong khu nhà ở vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không. Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể không có công nghệ tiên tiến để điều khiển bóng bay khổng lồ rơi vào mục tiêu cụ thể. Báo Đông A Ibul sáng nay đưa tin những quả bóng bay mới nhất của Triều Tiên chứa tờ rơi chỉ trích Tổng thống Yoon và phu nhân Kim Kyung-hee kèm theo rác. Các tờ rơi bay vương vãi ở quận Jungsan của Seoul, nơi có văn phòng Tổng thống. Báo chí Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên gần đây bắt đầu sử dụng công nghệ GPS để thả bóng bay chính xác hơn vào địa điểm cụ thể. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái, xâm phạm không phận và giải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này và thề sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu điều đó tái diễn. Hàn Quốc không xác nhận có đưa máy bay không người lái sang hay không, nhưng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt chế độ nếu sự an toàn của công dân Hàn Quốc bị đe dọa. Hồi tháng 7, rác thải do ít nhất một khinh khí cầu của Triều Tiên mang theo đã rơi xuống khu nhà làm việc của Tổng thống Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo đảm an ninh cho các công trình quan trọng ở Seoul. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin cho biết Triều Tiên đang xây dựng công trình trên đoạn đường liên triều mà họ đã cho nổ tuần trước. Từ sau các vụ nổ ngày 15 tháng 10,
lực lượng và phương tiện giám sát của Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang san phẳng nền đất ở đó và lắp đặt công trình trên một đoạn đường. Nguồn tin quân sự nói với Yonhap, quân đội Hàn Quốc nghi ngờ đó có thể là khung cho bức tường biên giới bằng bê tông. Hàn Quốc sắp phóng thêm vệ tinh do thám để theo dõi Triều Tiên. Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết, tên lửa của hãng SpaceX sẽ đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào tuần thứ 3 hoặc thứ 4 của tháng 12. DAPA đang làm việc với công ty tỷ phú Elon Musk để hoàn tất quá trình chuẩn bị. Vệ tinh này nằm trong kế hoạch của Seoul nhằm đưa 5 vệ tinh trinh sát lên quỹ đạo cho đến năm 2025 để giám sát tốt hơn chương trình không gian của Triều Tiên. Hàn Quốc trước đây chủ yếu dựa vào hình ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp. Hai vệ tinh do thám đầu tiên của Hàn Quốc được tên lửa SpaceX đưa lên quỹ đạo vào tháng 12 năm ngoái và tháng 4 năm nay. Vệ tinh đầu tiên được trang bị cảm biến quang điện và hồng ngoại để chụp chi tiết hình ảnh bề mặt trái đất. Vệ tinh thứ hai được trang bị các cảm biến radar khẩu độ tổng hợp SAR có thể thu thập hình ảnh trong mọi điều kiện thời tiết. Trừ vệ tinh đầu tiên, tất cả các vệ tinh còn lại trong chương trình đều được trang bị SAR. Sau khi cả 5 vệ tinh được phóng lên và vận hành đầy đủ, quân đội Hàn Quốc có thể giám sát một mục tiêu nào đó ở Triều Tiên với tần suất 2 giờ một lần quan sát. Bên cạnh đó, Hàn Quốc định sẽ tăng cường năng lực giám sát bằng cách phóng các vệ tinh trinh sát nặng từ 100 đến 500 kg bằng tên lửa nhiên liệu rắn nội địa. Những vệ tinh này dự kiến sẽ được phóng lên trong giai đoạn 2026-2030. Hàn Quốc nói Triều Tiên đã gửi 3.000 quân đến Nga để tham chiến ở Ukraine. Ngày 23 tháng 10, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã gửi 3.000 quân đến Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine. Theo thông tin, Bình Nhưỡng đã hứa sẽ cung cấp khoảng 10.000 binh sĩ và việc triển khai của họ dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận các báo cáo về các binh sĩ Triều Tiên đang tiến vào chiến trường mà Ukraine cũng đã thực hiện. Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã gửi 1.500 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đến vùng viễn đông của Nga để huấn luyện và làm quen với điều kiện tại các căn cứ quân sự địa phương. Các binh sĩ này có khả năng sẽ được triển khai tham chiến trong cuộc chiến ở Ukraine. Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết không thể xác nhận thông tin về việc binh sĩ Triều Tiên tham chiến cho Nga. Ngày 18 tháng 10, một phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh rằng nếu thông tin này là đúng, đây sẽ là một diễn biến nguy hiểm trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 10 cũng cáo buộc các binh sĩ Triều Tiên có mặt tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine và Bình Nhưỡng chuẩn bị gửi 10.000 binh sĩ để hỗ trợ Moscow. Ông ra sức kêu gọi các đồng minh ngăn chặn trước cáo buộc này. Tuy nhiên, lãnh đạo NATO Mark Rutte cũng nói không có bằng chứng nào về sự hiện diện của Bình Nhưỡng ở Ukraine trong giai đoạn này. Ngày 21 tháng 10, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Washington đang tham vấn với các đồng minh về tác động của sự tham gia của Triều Tiên và nói thêm rằng nếu tiếp tục diễn biến như vậy sẽ gây ra chiến tranh. Trước đó, ngày 21 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối việc quân đội Triều Tiên tiến vào Nga. Sau khi đại sứ Nga ra về, ông đã đăng một bài viết lên mạng xã hội nói rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không vi phạm lợi ích an ninh của Hàn Quốc. Các nhà ngoại giao thuộc phái đoàn thường trực Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã chính thức nêu quan điểm tại cuộc họp của Ủy ban Thứ nhất, chịu trách nhiệm giải trừ quân bị và an ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Thứ nhất, những tin đồn liên quan đến cái gọi là hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga làm tổn hại mối quan hệ hợp tác, hợp pháp và thân thiện giữa các quốc gia có chủ quyền, bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên và không đáng bình luận. Thứ hai, các quốc gia có chủ quyền mà các quốc gia liên quan tuyên bố không phù hợp với các chủ đề thảo luận về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế. Tuyên bố của Ngoại giao Triều Tiên là câu trả lời chính thức sau khi một nhà ngoại giao Ukraine đưa ra cáo buộc rằng Triều Tiên có thể triển khai 11.000 quân sự chính quy để hợp lực với Nga chống Ukraine trong thời gian tới. Dù phủ nhận, nhưng ông cũng nhấn mạnh đây là mối quan hệ hợp tác hợp pháp và thân thiện giữa các quốc gia có chủ quyền. Điều này tương tự như tuyên bố của Điện Kremlin. Có một khái niệm cần được làm rõ, theo các thông tin đưa ra, quân đội Triều Tiên hiện mới chỉ đến lãnh thổ Nga ở Viễn Đông và châu Á, còn rất xa mới có thể tiếp cận được khu vực châu Âu và chiến tuyến Nga-Ukraine.